cái bố lơ mẹ niên quét quét nhà quét sân đấy. Hay con gái rượu của bố lơ mẹ niên đang quét ngõ để đón khách vào làm phim đấy. Đấy. Con học lớp mấy rồi? Trần lớp 1. À thì có tên là gì? Tên là Trần Ngọc Linh. À được. Bốn tuổi. Cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Trần Ngọc Diệp. À Trần Ngọc Diệp à. Chào cháu. Chú Phó học giỏi nhá.